Kẻ bất tài vô dụng, nhìn 7 đặc điểm này là biết. Kính chào quý vị đến với podcast Ngẫm và Chữa Lành của Tử Vi Việt Nam. Như quý vị thấy đấy, lấy chồng là chuyện quan trọng theo ta cả đời. Chúng tôi không muốn các chị em rơi vào cảnh lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo. Vậy nên trong podcast này thì Tử Vi Việt Nam xin được gửi tới quý vị 7 tướng đàn ông nghèo hèn, bất tài, có làm vất vả cả đời cũng không khá lên được, chị em chọn chồng cần phải tránh xa. Tuy nhiên, hiện nay thì việc phẫu thuật thẩm mỹ đã quá là phổ biến, thuật xem tướng xưa cũng chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Do đó, nội dung dưới đây nếu có chỗ nào không đúng, xin quý vị hoan hỷ bỏ qua. Nếu quý vị vẫn chưa biết đó là những đặc điểm nào, thì qua video này sẽ giúp quý vị nhận diện được người đàn ông nghèo hèn, bất tài, cả đời khổ cực qua 7 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, sự bất tài ẩn sau tướng chán của người đàn ông. Chán là một bức tường bảo vệ, bao phủ toàn bộ khu vực tiền não. Trong nghiên cứu về nhân tướng học, việc quan sát tướng chán được đánh giá cao, coi đó là yếu tố quyết định vận mệnh. Học thuyết Tam Đỉnh đã nhận định, khuôn mặt sẽ được chia thành 3 phần, biểu thị tương ứng cho vận mệnh 3 mốc phát triển của mỗi người, gồm vầng trán là tiền vận, nhân trung giữa là trung vận, cằm là hậu vận. Xét về tướng số, tướng chán sẽ tiết lộ một phần về người bản lĩnh, thông minh, nhạy bén, tư duy tốt, thông tuệ, tính cách và mệnh số thời tiền vận của chủ nhân sở hữu. Kể cả khi có nhiều tiền nhờ thừa kế, nhưng bất tài vô dụng, thì tiền tài cũng sẽ tiêu tán, không cánh mà bay. Một người đàn ông liệu có tiền đồ hay không phụ thuộc rất nhiều vào tướng chán. Trên chán được chia thành các phần như sau: thiên trung, thiên đình, tư không, trung chính, ấn đường. Người đàn ông mà các bộ vị này nhỏ, hẹp, lại thấp thì là người bất tài, nghèo khó. Tướng chán hẹp, dài. Đây là tướng chán có khoảng cách từ chân mày tới chân tóc khá là ngắn, khiến gương mặt bị mất đi sự cân đối. Những người sở hữu tướng chán này là người có vận xui và vất vả, nên cuộc đời họ khó mà thành công. Chán thấp, lông mày thô và hơi lõm là những đặc điểm thường đi liền với nhau, là dấu hiệu cho việc kém may mắn và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những người có đặc điểm trên sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp xã hội. Nhìn chung, những đặc điểm này có thể tạo nên hình ảnh của một người sống suốt đời trong hoàn cảnh khó khăn. Chán nhọn và thấp, đặc biệt khi kết hợp với xương gò má cao và to, thường được xem là dấu hiệu của người suốt đời sẽ gặp khó khăn và không đạt được thành tựu gì cả. Những đặc điểm này cho ta thấy họ sẽ trải qua một cuộc sống đầy thử thách. Đường chân tóc ở hai bên trán ép sát vào lông mày. Chủ nhân có tính cách thô lỗ, ngu muội, suốt đời phải sống trong cảnh nghèo túng, thường được đánh giá là người suốt đời phải đối mặt với khó khăn và không có vận may lớn. Tướng chán nhỏ, đầu nhỏ, chân gầy guộc. Đây là dấu hiệu của một người suốt đời phải đối mặt với nghèo khổ và bần hàn. Trên trán có nhiều vết lõm sâu, có nhiều nếp nhăn nhưng lộn xộn. Điều này cho thấy chủ nhân cả đời sẽ gặp trắc trở, bởi vì họ không có sự nhất quán giữa lời nói và việc làm nên dễ dính vào thị phi. Trán thể hiện trí tuệ và sự thông minh của mỗi người. Những người có tướng trán xấu không chỉ nhìn mất thẩm mỹ mà còn cho thấy một tương lai đầy gian nan và thách thức đang chờ đón họ. Theo Tử Vi Việt Nam, nếu được chọn thì chả ai lại muốn mình xấu cả. Mong rằng quý vị hãy học cách yêu lấy cả những khuyết điểm của mình và đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Dù sao thì cái nết đánh chết cái đẹp mà phải không? Sự bất tài ẩn sau tướng tai của người đàn ông. Tai được ví như ngôi sao phúc tinh trên khuôn mặt, thường được coi là dấu hiệu của vận mệnh và phúc lợi. Những người có tướng tài xấu sẽ là người có phúc mỏng, khó có được niềm vui và hạnh phúc. Một vài tướng tài thường thấy ở những người đàn ông nghèo hèn như sau: vành tai thấp hơn mắt. Tướng tài như vậy là dấu hiệu của sự lo lắng, sợ sệt và gặp khó khăn trong sự phát triển vận mệnh. Nếu không có giái tài kèm theo, cuộc sống của chủ nhân sẽ có thể trở nên khó khăn hơn và thậm chí có thể là sẽ đoản thọ. Tai mỏng kết hợp với sườn cằm thấp, môi cong, ngực nhô ra phía trước. Những người sở hữu đặc điểm này sẽ phải đối mặt với áp lực và sự đàn áp của người khác, khiến cho họ gần như không thể ngóc đầu lên được. Luôn nhô ra bất thường lại thêm quách hơi lõm vào. Chủ nhân sẽ phải trải qua một cuộc sống suốt đời vất vả với đầy thử thách, với gia cảnh nghèo khổ và túng quẫn. Lỗ tai nhỏ.
tướng tài như vậy là dấu hiệu của sự ngu muội, chủ nhân sẽ không đạt được thành công và dễ đoản thọ. Tài to nhưng mắt lại nhỏ, đây có thể là biểu hiện của sự ngu muội và không có dũng khí để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, họ sẽ không đạt được thành tựu lớn trong đời. Tướng tài xấu từ trước tới nay vẫn luôn là một biểu hiện của sự không may mắn và nó không mang lại đến điều tốt đẹp gì cho chủ sở hữu. Nhưng Tử Vi Việt Nam tin rằng không ai mong muốn điều đó cả. Quý vị cần nhìn nhận một cách tổng quan nhất, đặt tướng tài kết hợp với những đặc điểm khác, chứ đừng vội đánh giá luôn con người họ. Sự bất tài ẩn sau tướng ấn đường của người đàn ông. Ấn đường giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định tài lộc, số mệnh và cả sức khỏe của con người. Nó nằm ngay trên sống mũi và nằm giữa hai đầu lông mày. Dựa trên ấn đường, người ta có thể đoán ra được nhiều điều trong cuộc sống như sự nghiệp, tài lộc, vận may, sức khỏe và yếu tố khác của chủ nhân. Nếu người có ấn đường sâu lõm xuống, tạo thành một đường hẳn rõ rệt hoặc kết hợp với đường vân hoặc nốt ruồi, thì vận thế của chủ nhân thường rơi vào tình trạng khó khăn và không may mắn. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn nếu có khuôn mặt vuông và tai nhọn nhô lên, vì những đặc điểm này là dấu hiệu của một cuộc sống gặp đầy thử thách và rắc rối. Khi kết hợp lại với nhau, ấn đường sâu và các đặc điểm khác của khuôn mặt như mặt vuông, tai nhọn chính là dấu hiệu của những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là sẽ phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường. Suốt đời này, chủ nhân của tướng mặt này sẽ trải qua những thử thách nặng nề và phải đối mặt với những khó khăn lớn suốt cuộc đời. Nếu ấn đường lõm sâu và phạm vào tướng lông mày khiến chúng rào nhau, thì chủ nhân thường là người phải lao động vất vả và sẽ không có sự nghiệp lớn. Nếu hạ đỉnh xấu, thì số bộ phận về già của họ sẽ trở nên rất tồi tệ. Theo Tử Vi Việt Nam, thì ấn đường không chỉ ảnh hưởng tới tài vận mà có ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông qua việc quan sát ấn đường mà người ta có thể luận ra được bệnh. Chúng tôi mong bạn hãy quan sát kỹ để có thể đưa ra những quyết định thông minh và chăm sóc bản thân mình một cách tốt nhất. Sự bất tài ẩn sau tướng lông mày của người đàn ông. Trong nhân tướng học, lông mày được xem là bảo thọ quan, nói về tuổi thọ cũng như tình trạng sức khỏe của một con người. Lông mày mỏng và nằm ngang là một trong lục hại của tướng lông mày, cho thấy vận khí chủ nhân không thể khởi phát, đời sống nghèo khổ, gặp nhiều vận hạn. Nếu có thêm tướng mắt không đẹp thì số phận này không thể tránh khỏi. Thứ nhất, lông mày gần nhau mọc lan sang cả ấn đường. Vận số người có tướng mày này là xấu và ít khi gặp may mắn trong cuộc sống. Sự gắn kết này nói lên sự chật chội, hạn chế và có khả năng phải đối mặt với những thách thức lớn. Lông mày mọc ngược, sợi thô dài, cho thấy rằng chủ nhân có cuộc sống nghèo khổ suốt đời và gặp đầy khó khăn. Không những thế, họ còn có thể gặp nhiều tai họa và khiến cho giai đoạn tuổi già trở nên khó khăn hơn, thậm chí đối mặt với cảnh cô độc và nghèo túng. Lông mày mọc co cụm, chụm lại một nơi. Điều này cho thấy rằng chủ nhân là người có tính tình bất thiện, khó ưa, khó gần. Những người có đặc điểm này sẽ không đạt được thành công trong sự nghiệp và phải trải qua một cuộc sống cô độc gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ lông mày dường như được bao phủ bởi một lớp dầu đen bóng. Đây chính là dấu hiệu cho thấy người chủ nhân đang phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn, không thể thoát khỏi tình trạng nghèo đói và cảm giác bế tắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tướng lông mày xấu sẽ là dự báo một cuộc đời gặp đầy tai ương, khó khăn. Nhưng theo cảm nhận của Tử Vi Việt Nam thì con người sinh ra đâu ai được vẽ lên khuôn mặt của mình. Vậy nên mỗi nét trên khuôn mặt là tạo hóa ban cho bạn. Việc xem nhân tướng học chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm. Mong rằng quý vị không quá bi quan khi thấy mình như vậy. Và nếu có sai sót thì hãy hoan hỉ bỏ qua nhé. Sự bất tài ẩn sau tướng mắt của người đàn ông. Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, chúng còn cho thấy sự thông minh và khả năng của một người. Một người đàn ông nghèo hèn, cả đời thất bại thì thường có tướng mắt không đẹp. Không đẹp ở đây là cả về hình dáng và thần sắc. Người có hình dáng mắt đẹp nhưng thần sắc lại đờ đẫn, vô thần hoặc ánh mắt nhìn như có một lớp màng mờ mờ thì vận số cũng không thể tốt đẹp lên được. Đặc điểm này thường phản ánh không chỉ là sự khó khăn và thất bại trong cuộc sống mà còn là sự mất niềm tin và động lực. Ánh mắt có thể phản ánh tinh thần và trạng thái tâm lý của người đó. Do vậy, nếu ánh mắt không thể truyền tải được sự năng động, nhiệt huyết, đam mê và lòng tin, thì vận mệnh của họ sẽ không gặp được những điều tốt lành. Cái răng, cái tóc là góc con người, và đôi mắt không chỉ phản ánh tình cảm và tâm trạng của mỗi người,
mà còn mang đến những gợi ý về tính cách và số phận của họ. Tuy nhiên, Tử Vi Việt Nam thấy rằng, dù sao thì hình hài của cha mẹ cho, đó là điều không thể thay đổi, nhưng quý vị có thể cải thiện nó để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự bất tài ẩn sau tướng mũi của người đàn ông. Người xưa có câu, đàn ông xem mũi, đàn bà xem miệng. Đây là kinh nghiệm được tích lũy từ xưa, được áp dụng cho đến ngày nay. Hãy cùng Tử Vi Việt Nam tìm hiểu thêm, người đàn ông nghèo hèn, bất tài sẽ có những đặc điểm nào ở mũi. Thứ nhất, mũi gầy và đỏ. Chủ nhân phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống, bởi vận mệnh sẽ không cho họ gặp được may mắn. Mũi chỗ lồi, chỗ lõm. Đặc điểm này thường báo hiệu về những tai họa thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chủ nhân. Đồng thời, họ cũng hay gặp tai họa, sự nghiệp không thành. Tướng mũi nhỏ và tẹt. Chủ nhân cả đời sự nghiệp thất bại, đời sống thì nghèo khó, vất vả và cô độc. Tướng mũi nhỏ, sơn cản thấp. Cuộc sống của họ khó khăn từ thuở nhỏ, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình. Nhưng nếu mắt có hồn thì những điều trên chỉ là đúng một nửa. Đầu mũi nhọn và nhỏ. Chủ nhân cả đời sống trong nghèo khổ. Đầu mũi tuy tròn nhưng sơn cản lại bị gãy, thì đời sống của họ cũng gặp khó khăn và đầy thách thức. Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Không chỉ thế, mũi là cung tài bạch. Vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Nhưng Tử Vi Việt Nam tin rằng chỉ cần là tâm hướng thiện thì hạnh phúc tự khắc tìm đến. Sự bất tài ẩn sau tướng miệng của người đàn ông. Người xưa có câu, họa hay phúc đều từ miệng mà ra. Ngoài ý nhắc nhở cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói hàng ngày để tránh điều thị phi, thì trong nhân tướng học, câu nói này còn mang một ý nghĩa khác. Bởi xem tướng số qua miệng có thể đoán được phần nào tính cách, sự nghiệp cũng như vận mệnh của một người. Miệng là lộc, là con đường tiếp nạp đồ ăn vào, cũng là cửa ngõ của câu từ thốt ra. Đàn ông có tướng miệng xấu rất khó có thể phát triển sự nghiệp. Đàn ông kỵ tướng miệng nhỏ, đặc biệt là miệng nhỏ người to, vì cả đời khó gặt hái thành công. Đặc biệt, miệng nhỏ, nhọn, môi thơm đen thì chủ nhân cả đời nghèo khổ, sống không thọ. Ngoài ra, đàn ông khi cất giọng mà cảm thấy yếu ớt, thiếu nghị lực thì không nghèo hèn cũng chết yểu. Theo Tử Vi Việt Nam, điều này làm nổi bật nên tầm quan trọng của việc giữ gìn giọng điệu, vì nó không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà có liên quan đến sự phát triển và số mệnh toàn diện của người đó. Qua video này thì quý vị đã nắm được đâu là 7 nét tướng của đàn ông bất tài vô dụng. Trong Phật giáo và đạo gia đã từng nói, tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh. Quả thực đúng là như vậy. Những đặc điểm về ngoại hình không chỉ thể hiện đẹp hay xấu, mà còn nói lên tâm hồn và tính cách ẩn sau những lớp vỏ bề ngoài. Tuy nhiên, tướng có thể được thay đổi, bề ngoài của con người có thể thay đổi dựa trên cái tâm thiện ác. Nếu tâm tốt hơn, tướng có thể thay đổi theo chiều hướng tốt, có thể cải vận, thay đổi số mệnh của con người. Tử Vi Việt Nam mong rằng các chị em sau khi đọc được sẽ có quyết định cho bản thân và cánh đàn ông hãy tu tâm dưỡng tính, cố gắng cải thiện để có thể cải vận. Quý vị đừng quên theo dõi Ngẫm và Chữa Lành để cùng khám phá thêm nhiều kiến thức hữu ích và cách để đạt được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc quý vị thành công trên con đường phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống mà quý vị mong muốn. Hãy đón chờ những podcast tiếp theo được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 19 giờ hàng ngày nhé!